Kênh của mình cũng chào cả nhà luôn nha. Thì bữa nay thì mình làm một clip ngắn chia sẻ cho mọi người xem. Thì trong một giai đoạn này mình tới nhà của một ông bạn, thì sẵn đây thì mình quay, mình chia sẻ cho mọi người xem, mang một cái tính chất thư giãn và giải trí ha. Thường thường là mình nấu đồ ăn rất là dở, mà nhưng mình thưởng thức thì cũng hay lắm. Nè ông chủ, bắt tay các ông chủ. Đó, thấy không chủ? Đó. Để coi thử ông chủ ông đãi mình một cái món gì. Cái này là món mắm ruột. Cái này là ốc. Ốc này là hấp tiêu. Còn cái này là lẩu bò kho. Bên kia nữa là cá lăng kho khóm. Để mình dài dài qua bên kia thấy có cái gì. Cái này là khô sặc gần một nắng ha. Cái này là món ăn lạc nha mọi người. Đó, bên đây cũng mắm ruột. Thì thường thường là mình ăn những cái món đơn giản này thôi, chứ thật chất ra ông bạn của mình ông chuẩn bị cũng gần cả buổi đó nha. Đó, bây giờ bà chủ có bưng thịt bò ra nè, đó, thấy không? Trời, tương nước mắm. Dạ, dân mà làm món ăn mà hỏi ăn nước tương hay nước mắm thì chết rồi. Hay nghi nghi rồi đó nghe. Hình thức hồi nãy không có những cái món ăn nhiều, mà bây giờ dọn ra thì thấy nó, mình thấy nó nhiều, nó xung quầy quá. Nhậu thấy có ai mà có chè không ta? Mà ở đây phải chè là phải có rượu phải các bạn. Có. Ừ. Mặn. Có chuối luôn. Chuối chấm muối tiêu cũng rất là ngon. Đừng nghiệp ấm cho bộ. Mình tính chết thì quốc 100 không, quốc ngồi nó lên đường luôn à. Quốc 50 đem chạy quốc 100 hả bữa đó. Cái ly con đâu ạ? 100 hồi lên giảm hỏi luôn à. Mình đọc đi à. Cái ly đấy, cái ly nước. Mẹ mời lại, mẹ không tiếp. Mẹ không tiếp. Mẹ không tiếp quá. Mẹ không tiếp quá. Mẹ lấy đi khác đi. Mẹ lấy đi khác đi. Rồi. Mẹ lấy đi, lên cho mẹ. Đi đi luôn hả? Đi em cưới lại. Mẹ em cưới rồi. Mẹ không có điện thương trăm hả? Trăm thì có rồi. Bán rồi. Bán lại nhà. Ở đây người điện đó, cái tôi hai chồng gì bán nè. Sáng bữa nào cũng điện chữ rồi con. Để mì nó giống như làm bột không? Vậy đó. Nó nướng liền, nó không ủ. Đặt vô vậy đó. Mà ra hiểu không? Này chứ cay này chứ gọi con cay lắm ngon. Cho bà với thường á. Bây giờ cay phải không? Bây giờ cay, phạt nó cay, phạt nó cay. Nó cũng còn con bột nó lớn nè, nó ủ thời gian đó, 4 tiếng vậy nó nướng. Không cùng với cũng được. Cái xe cũng bỏ bằng nhau. À, nào, ông nội ơi. Hả? Cái này người ta có cái khuôn. 1 2 3 vô. Ê, mày 50 nha. 5 đầu. Mới 4 lộ à, thịt cá mà. Nhưng mà nãy là đầu câu chuyện là em đã nói rồi. Cương vậy giận 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 giận. Mép má, mép má tôi bây giờ 2 kg rồi. Nãy nó nói nhậu hoài câu thơ gì. Tặng gì lúng lả cho mà đó. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.